Thưa quý vị, hẳn là rất nhiều người trong chúng ta đều được biết, được nghe về thời bao cấp ngày xưa. Đây có thể là quãng thời gian gian khổ mà nhiều người đã từng trải qua và cũng có thể xuất hiện trong những câu chuyện kể của ông bà cha mẹ. Và hôm nay, không gian thời bao cấp lại được tái hiện một cách sinh động tại khu trưng bày ký ức thời bao cấp của Bảo tàng tỉnh Lào Cai. Nặng lòng với những ký ức ngày xưa, ông Nguyễn Văn Ngọc, thôn An Thắng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, là người có công rất lớn trong việc sưu tầm các hiện vật tại khu trưng bày này. Với ông Ngọc, chiếc đồng hồ cổ, chiếc máy ảnh cũ hay cả góc bếp thân thương được tái hiện lại cũng mang lại cho ông những gợi nhớ sâu sắc về ấn tượng của một thời gian khó. Bây giờ có những cái chuyện mà nếu nó không có hiện vật thì người ta không tưởng tượng được. Thí dụ như là những cái đồ dùng này thì bây giờ chắc là ra bãi rác hết thôi, đúng không? Thế nhưng mà thời ngày xưa thì nó vô cùng quý. Thế thì bây giờ qua những cái hiện vật của bảo tàng như thế này thì mình mới có điều kiện để thử lại. Thế cho nên đến cái giá trị lịch sử nó như thế, cho nên có nhiều cái mà mình muốn, thí dụ như là những cái mà nó đã gắn liền với cuộc sống của mình. Thì mình cảm thấy có cái gì đấy lưu luyến, như là nó có hồn, mình không muốn bỏ đi. Khu trưng bày ký ức thời bao cấp có trên 30 bức ảnh, nhiều tranh vẽ minh họa hấp dẫn về thời kỳ bao cấp trên địa bàn tỉnh và cả nước, cùng nhiều hiện vật tái hiện về cuộc sống, sinh hoạt được thể hiện qua các không gian trưng bày như chiến tranh và cuộc sống, phòng khách, may vá, nhà bếp. Đối với các bạn trẻ này thì không gian về cửa hàng mậu dịch hay khu tham quan trải nghiệm các trò chơi dân gian có một sức hấp dẫn đặc biệt. Bố mẹ em hay nói với em về sự cực khổ của họ thời kỳ bao cấp. Nhưng mà thực sự em cũng chưa hiểu rõ, đến cho nên là đến hôm nay đến với bảo tàng tỉnh Lào Cai thì em đã phần nào hiểu được rằng là cảnh xếp hàng ở thời bao cấp ngày xưa của mẹ em. Từ đó em hiểu được cái sự cực khổ của mẹ em thời đấy ạ. Khi tham gia chương trình trải nghiệm này thì em cảm thấy là đây là một môi trường rất là bổ ích cho chúng em để tìm hiểu về lịch sử của Lào Cai cũng như là của đất nước Việt Nam trong thời kỳ thì chiến tranh cũng như là thời kỳ bao cấp. Em cảm thấy cuộc trải nghiệm này rất là ý nghĩa đối với chúng em. Dù trưng bày không quá quy mô, số lượng hiện vật không nhiều, nhưng ký ức thời bao cấp cũng là niềm tự hào, là nỗ lực của đội ngũ những người làm công tác trưng bày tại nơi đây. Mỗi ngày khu trưng bày lại có thêm những hiện vật mới, hứa hẹn sẽ là một điểm đến thú vị cho những người yêu thích sự hoài cổ cũng như tăng thêm hiểu biết cho giới trẻ. Trong thời gian tới thì hy vọng là cái cuộc trưng bày chuyên đề này thì nó sẽ thu hút được đông đảo những người tham gia và họ sẽ đóng góp những hiện vật và làm phong phú thêm, và chúng tôi sẽ có kế hoạch hiệu chỉnh bổ sung thêm một số những cái tư liệu hiện vật để làm phong phú thêm cái thời kỳ khó khăn gian khổ mà chúng ta đã trải qua. Ngoài trưng bày ký ức thời bao cấp, Bảo tàng Lào Cai đang tiếp tục mở cửa đón khách tham quan tại các chuyên đề tiết học lịch sử địa phương, thổ cẩm lan rừng, Lào Cai những sắc màu đam mê, và dự kiến tiếp tục hoàn thiện ra mắt công chúng trưng bày văn hóa người Dao vào cuối tháng này.